Xin chào khán giả của MV Queen, Hải Anh đã quay trở lại và làm những mâm cơm mùa đông dành tặng quý vị. Mâm cơm mùa đông là những cái mâm cơm thể hiện cái sự quan tâm sâu sắc gắn chặt tới sức khỏe của gia đình. Cứ mỗi khi đông về, khi mà không khí lạnh tràn vào nhà thì Hải Anh vô cùng yêu thích được làm món vịt nấu chao, bởi vì cái tính đậm đà và béo ngậy của cái món này, đặc biệt là cái công đoạn của chao khi mà lên men ăn vào mùa đông, giữa một cái mùa mà cần rất là nhiều đạm, thì chúng ta được cái tính năng dinh dưỡng của chao hỗ trợ để hấp thụ đạm vô cùng tốt cho mùa này. Và bây giờ thì cùng với Hải Anh thực hiện món vịt nấu chao với nồi đa năng MV Queen. Với một con vịt nặng khoảng 1,5 cân này thì Hải Anh sẽ chuẩn bị cho khoảng 4 người ăn. Cái phần vịt này thì Hải Anh đã sơ chế bằng rượu và gừng rồi, xoa ở phía bên ngoài con vịt và đã chặt ra như thế này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi ướp vịt. Vịt nấu chao thì mình chọn những cái con vịt nhỏ vừa phải, nhưng mà thịt khá là dày, tức là xương nhỏ vừa phải. Đây các bạn sẽ nhìn thấy là khi mà mình chặt ra thì nó rất là nhiều thịt này, xương nhỏ nhưng mà lại nhiều thịt. Chúng mình sẽ ướp cùng với cả hành, tỏi, gừng. Và mình sẽ ướp cùng với cả 1/2 cái chao này cùng với vịt. Trộn thật đều lên và mình để cho vịt ngấm chao và ngấm hành, tỏi với gừng. Trong cái quá trình ướp vịt và chờ vịt ngấm thì chúng mình sẽ đi rán sơ cái khoai này, cho cái bề mặt khoai nó xe lại. Với khoai môn, khi mà chúng mình rán như thế này cho cái bề mặt khoai nó xe lại, để lát nữa khi mà mình đun cùng với vịt ấy, thì cái miếng khoai nó rất là dẻo, rất là thơm, nhưng mà nó bị giữ nguyên miếng, bở, dẻo, thơm mà còn nguyên miếng. Khi mà khoai đã xém các cái bề mặt như này, xém các cái cạnh như thế này thì mình bỏ khoai ra. Cái chảo dầu nó vẫn còn đang nóng như thế này thì chúng ta sẽ cho hành, tỏi vào phi thơm. Khi mà hành, tỏi đã thơm lên thì chúng mình sẽ cho cái vịt vừa mới ướp vào xào săn. Trong cái quá trình mà xào vịt để chờ săn trong khoảng 10 phút thì Hải Anh rất là muốn chia sẻ với cả các bạn lý do tại sao mà Hải Anh đặt tên cái mâm cơm này là mâm cơm nhịp điệu mùa đông. Đó chính là cái cảm giác khi mà thăm những cái xưởng sản xuất chao, những cái nhà làm chao thủ công. Họ cắt những cái viên chao ra thành những cái miếng vuông giống như cái miếng khoai như thế này và xếp đều tăm tắp cả một cái sân. Và khi mà Hải Anh đi vào thăm một cái sân chao như vậy, cái khu chao như vậy, thì Hải Anh có cảm giác là mỗi cái bước chân của mình đi thăm những cái khay chao, những cái vỉ chao như vậy thì nó giống như những cái nhịp điệu của mùa đông trên từng cái bước chân mà Hải Anh bước. Đấy là một cái cảm giác, một cái ký ức vô cùng tuyệt vời về chao. Ngoài ra thì nó còn một cái nhịp điệu chính là cái sự biến đổi từ cái cấu trúc của chao, từ đậu nành, từ sữa, từ đậu, và xếp thành những cái viên đều tăm tắp như vậy và ủ để lên men, tạo lên men vi sinh. Cả một cái quá trình đó, từng cái nhịp điệu nó thay đổi từ sữa về tới đậu như thế nào, xong biến đổi thành cái men vi sinh tốt cho tiêu hóa như thế nào, sau đó kết hợp cùng với cả món ăn tạo lên cái độ béo ngậy khi mà cho các gia vị thả vào trong nước, thì nó là một cái nhịp điệu xuyên suốt từ cái sử dụng nguyên liệu này, chế biến này, ủ này, sản xuất này và chế biến món ăn. Thì đó chính là một cái thông điệp mà Hải Anh muốn đưa vào mâm cơm nhịp điệu mùa đông. Khi mà vịt đã săn lại như thế này, ngấm nhẹ chao rồi, săn rồi, thì chúng ta sẽ cho nước dừa vào. Khi mà cho nước dừa vào cùng với cả vịt như thế này để cho nó xăm sắp lại, thì ở cái bước này chúng ta sẽ đun, mà người miền Tây thì hay gọi cái bước này là bước vịt kho nước dừa. Ở đây thì mình sẽ đun trong vòng khoảng 10 tới 15 phút để cho cái thịt vịt nó săn lại, nó ngấm nước dừa. Và sau đó thì mình sẽ làm các bước tiếp theo.
Bây giờ thì cái vịt với cả nước dừa của chúng ta đã khá là ngấm vào với nhau rồi. Thì ở đây, tại cái giai đoạn này chúng mình sẽ cho cái khoai môn vào. Xong chúng mình sẽ om thêm để cho cái khoai môn này nó mềm ra, nó ngấm nước dừa để thật là ngậy, thật là béo, thơm. Xong sau đó thì chúng mình sẽ nêm gia vị. Chúng ta nhìn thấy khoai cũng đã dần mềm rồi. Thì ở cái bước này chúng ta sẽ quan sát cái mực nước nha. Quan sát cái mực nước để xem là cần cho thêm bao nhiêu. Có thể cho thêm khoảng độ 3 tới 500 để cho lúc mà mình ăn thì nó vừa vặn nước và nó không bị quá cạn. Đấy, ở cái mực mà xăm sắp như thế này, tức là nó ngập nó trên vịt và trên khoai môn khoảng 2 tới 3 cm. Thì lúc này cho sôi lại thì chúng mình sẽ cho các cái loại gia vị vào, chao, mắm, muối. Khi nước sôi lại như thế này thì chúng mình sẽ dầm nhuyễn cái chao còn lại ra này. Tiếp tục để cho cái muối mắm này nó tan ra, cái chao này nó tan ra, nó quyện vào. Và chúng ta sẽ nếm lại một lần nữa cho vừa là cái nồi vịt nấu chao này đã hoàn thành. Để cho món vịt nấu chao nó nổi bật cái hương vị đặc trưng thì bà con miền Tây Nam Bộ thường chấm với cả cái chao. Chúng ta có thể để chao nguyên chất, tức là chỉ cần dầm ra và chia ra các cái bát nước chấm khác nhau, hoặc là chúng ta có thể thêm vào một chút đường, một chút ớt và một chút chanh. Vì cái chao bản chất nó đã đậm và béo rồi nên chúng ta chỉ cần thêm một chút ngọt chua cay cho nó cân bằng lại, nếu như mà bạn muốn ăn nó cái vị chao nó nhẹ nhàng hơn. Về sở thích của Hà Anh thì nó khác cái chao gốc một chút. Đấy là sau khi mà dầm chao ra thì Hà Anh sẽ cho một chút tiêu, một chút nước chanh và một chút đường. Như vậy là khi mà ăn cái chao thì nó đã có đủ ngũ vị, vừa ngọt, vừa cay, vừa chua, vừa mặn, đậm. Và đặc biệt là khi mà đủ vị như vậy thì cái chao nó được tăng thêm vị béo. Vịt nấu chao sau khi hoàn thành thì mùi thơm rất là hấp dẫn, lan tỏa khắp cả căn phòng rồi. Hà Anh thì thích để cái vịt nấu chao để cho nó có màu tự nhiên của nước dừa và của khoai môn. Nhưng chúng ta cũng có thể làm cho nó trở nên màu sắc đẹp hơn khi các bạn dùng nó với dầu điều hoặc là cho sa tế ớt vào, thì vịt nấu chao của chúng ta sẽ trở thành màu đỏ trên bề mặt. Khi ăn vịt nấu chao thì chúng ta có thể cho bún ra bát và ăn kèm với những cái miếng vịt mềm, ngậy, thơm đậm mùi nước cốt dừa và béo ngậy của chao. Chắc chắn là chỉ với một miếng đầu tiên, bạn sẽ khiến cho những người ngồi cùng mâm cơm thích mê món vịt nấu chao này. Hà Anh hy vọng rằng bạn sẽ thật thành công với công thức vịt nấu chao này tại nhà. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.